Khi xem video các bạn nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh và bấm chuông nha các bạn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và vlog tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau ra đồng để đào lương ha các bạn. Lúa cái này thu hoạch hết trơn rồi các bạn ơi. Thì mấy cái đường nước nó rút xuống mấy cái đầu đường nước đó, là nên lương nó cũng đi theo mấy cái đường đó ha. Hôm nay mình sẽ đi đào ở mấy cái đầu đường nước đó, mình bắt lương cho bạn xem. Để bạn thấy lúa thu hoạch chưa? Cái đường này nước không các bạn ơi. Nước không mình không đào á. Kiếm đường nào nước khô á. Ok, mình thấy đường này ngon rồi nè bạn. Đây. Cái dũng này đào là có lương luôn nha bạn. Nè nè nè. Bạn thấy cái hàng lương không? Nó xì nước lên luôn nè bạn. Đây là hàng lương nha bạn. Ok, giờ mình đặt máy quay mình đào cho bạn xem ha. Giờ mình tát nước vô ra ngoài bớt ha bạn. Cá nào bạn, đây nữa nè, không giờ mình đào xung quanh đó bạn. À. Thấy không? Đó, lương nè. Hàng lắng vô luôn nè bạn. Ê. Mới thấy nó đây nè bạn. Ủa, thấy đuôi không? Đó, đó. Ê, kiếm mọc lưới bạn ơi. Nè bạn, đó đuôi nè. Đó, đó. Ê, ê, ê. Một con bạn ơi. Một con. Một con nha bạn. Hả? Ê. Ô. Ôi 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 ôi. Lưới bự bự không ạ?
nè, hang nó nè. Ê. À. Bà thấy không? Hang nó nè. Bán vô luôn nè bạn. Ó, ó. À, hang nó nè bạn. Nghe không? Đây, đây. Nó nè, nó nè. Một con, hai con nha bạn. Ê. À, à. Nè bạn. Đó. Nè không? À. Cái đuôi không? Đó. Đó. À. Ba con nha các bạn. Có lý rồi bạn. Đây. Đây. Một con nữa. Bốn con. Ấy. Bốn con rồi nha bạn. Thấy dấu láng lừ không? Nó, nó. Bạn thấy cái đuôi này kìa. À, thấy đuôi rồi, thấy đuôi rồi. Còn nữa bạn ơi. Ê, đây. Đó. Đó đuôi các bạn. Ủa, nhóm chùi ra đây các bạn. Chui vào đây nè bạn. Năm con. Wow. Cái Dũng năm con rồi đó bạn. Xong bạn ơi. Đúng nè bạn. Rồi mình lắp đắt lại xong rồi mình về luôn bạn ơi, tính đào thêm đường nữa mà trời chuyển mưa á bạn. Thấy giờ chuyển mưa. Chuyển mưa dưới phần mệt bạn ơi. Hang một phần mệt một xíu. Rồi còn Dũng chứ. Được nhiêu nè bạn. Để mình đổ cho bạn xem ha. Kiếm Dũng hơi khó. Đây. Như nè bạn. Đã không?
5 con bạn, bự bự không à. Đây. Ok, video mình đến đây cũng là kết thúc các bạn. Nếu bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Chào các bạn.